Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu gấp màu trắng đã có mặt tại đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay em xin đề cập đến chính sách báo giá cũng như lăn bánh chiếc xe này tại thị trường tỉnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang, và anh chị có thể tham khảo chính sách trả góp. Thì xe hiện tại bên em đang bán với mức giá cho quý anh chị là 1.248.000.000, tặng kèm quà tặng khuyến mại như là dán phim cách nhiệt này, đầy đủ hết các kính, bảo hành 15, trải sàn da, bọc vô lăng. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh nó rơi vào khoảng 1.390.000.000, thêm bảo hiểm nữa khoảng hơn 10 triệu nữa thì nó ngoài tỷ tư một chút. Và anh chị chỉ cần vay tối đa là 80% này, lãi suất rơi vào khoảng hơn 6% một chút trên một năm. Tỷ lệ vay thời gian vay tối đa là 8 năm, thì anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 408.000.000 đã có thể sở hữu được chiếc xe Hyundai Santa Fe rồi. Vâng, máy dầu bản cao cấp bên em. Thì chiếc xe máy dầu bản cao cấp có những cái điểm gì đặc biệt thì em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu. Đầu tiên là ở phần đầu xe thì chúng ta sẽ có hệ thống lưới tản nhiệt được mạ chrome và có camera 360 độ dưới logo của Hyundai. Tiếp theo là hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC, đây là logo của nó. Thì nó sẽ phát ra tín hiệu để giữ khoảng cách so với xe phía trước. Cụm đèn pha cốt full LED kiểu chiếu qua bóng chiếu projector cho chùm sáng hội tụ, có chùm sáng rất là thời trang và chiếu sáng rất là tốt. Đấy, cụm đèn LED định vị. Cùng đề nổ chiếc xe lên thì chúng ta sẽ có tính năng đề nổ từ xa nhé. Đây em đề nổ ấn hai lần nút khóa xe này. Đấy, và giữ nút hold trong vòng 3 giây. Đấy là chiếc xe đã được đề nổ rồi. Máy dầu Hyundai thì nổi tiếng là độ bền và tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cách âm rất là tốt. Đấy, tuy máy dầu nổ nhưng mà anh chị có thấy là cái âm thanh nó phát ra không hề to một chút nào. Cùng tắt thì sẽ ấn nút hold này là chiếc xe sẽ tắt máy. La răng của xe thì được trang bị với kích thước đó là 19 inch cho phiên bản cao cấp, còn 18 inch là cho phiên bản thường. Gương thì tự động cụp chỉnh điện, có tích hợp 3 camera 360 độ trên gương. Trên chiếc gương chiếu hậu ngoài này sẽ tích hợp công nghệ là cảnh báo điểm mù trên gương này, rồi thì sấy gương. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome, có tích hợp nút bấm mở khóa. Cùng vào đến phần nội thất thì xe được trang bị đó là loa Harman Kardon, 10 loa Harman Kardon mà chất lượng cao, có nhiều ghế hai vị trí cho phiên bản cao cấp. Nội thất của xe thì là nội thất màu da bò kết hợp với cả màu đen thì tạo cảm giác sang trọng và khỏe khoắn. Đấy, vì là xe mới bên em thì cho nên là vô lăng rồi thì mọi thứ ghế vẫn được bọc ni lông đầy đủ hết. Đấy, trên chiếc vô lăng 4 chấu này, bọc da này sẽ có những ghế phím như là nghe gọi, rồi ga tự động cruise control giữ làn đường. Rồi trong gói Hyundai Smart Sense là có đầy đủ hết trên chiếc Santa Fe này. Hệ thống đèn tự động, gạt mưa tự động vân vân. Cùng đèn nổ lên. Đấy, đây là màn hình giải trí trung tâm. Sẽ cho kích thước, có kích thước là 10.5 inch. Em xuống đây màn hình đa thông tin, có kích thước 10.5 inch. Sang đến màn hình giải trí trung tâm này sẽ có tích hợp Apple CarPlay, Android Auto. Có bản đồ định vị dẫn đường, cảnh báo tốc độ, rồi thì chỉ đường và biển cảnh báo. Xe thì được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập kèm các công nghệ rất là nhiều, như là cần số bấm nút bấm này, thông gió và làm mát và sửa ấm cho hàng ghế phía trước. Chế độ lái của xe thì bao gồm 4 chế độ: Eco là tiết kiệm nhiên liệu, đây Eco tiết kiệm nhiên liệu, Sport là chế độ lái thể thao, Smart là chế độ lái thông minh kết hợp giữa 3 chế độ lái, và Comfort là chế độ lái êm ái. Xe bản máy dầu thì được trang bị thêm các chế độ lái địa hình như là địa hình đi trên tuyết này, địa hình đường gập ghềnh và địa hình đi đường cát. Đó, cam 360 độ của xe rất là nét, anh chị có thể thấy. Đây, cam 360 độ đây. Đấy, chất lượng Full HD luôn. Khi mà xi nhan cũng sẽ hiển thị ở trên chiếc màn hình đa thông tin này, xi nhan trái thì bên trái. Còn xi nhan phải thì sẽ được hiển thị bên phải. Đó, rất là sấy vô lăng và bật tắt cảm biến, hỗ trợ đổ đèo cũng được trang bị hết cho chiếc Santa Fe này. Rồi sạc không dây chuẩn quy. Tiếp theo là gương trong chống chói, và đặc biệt là một chiếc cửa sổ trời toàn cảnh rất là đẹp, panorama. Đấy, toàn cảnh panorama trên Santa Fe phiên bản cao cấp mới có. Còn bản thường thì chỉ là cửa sổ trời
nhỏ mà thôi. Cửa sổ trời thì hoàn toàn là tự động một chạm nhé quý anh chị. Cùng đến với cả hàng ghế thứ hai thì chúng ta sẽ xem hàng ghế thứ hai nó sẽ rộng rãi và tiện nghi như thế nào. Santa Fe này thì hiện tại giá cũng đang rất là tốt. Thời điểm này thì em nhắc lại thì chỉ bán với một mức giá là 1 tỷ 248 triệu là bán xe không và kèm một quà tặng khuyến mại. Anh chị có thể liên hệ hotline trên số điện thoại thì em có thể giảm giá cũng như là cập nhật chính sách giá chuẩn hơn theo từng thời điểm cho quý anh chị. Đây, đằng sau xe thì sẽ có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, rồi cổng sạc và có hệ thống loa ở hai bên cánh cửa cũng như là hệ thống hộc để đồ và có những cái hộc để đồ cho hàng ghế phía trước, ở lưng hàng ghế phía trước để anh chị có thể tiện. Hàng ghế sau thì được gập là 60-40, tỷ lệ 60-40 và cũng là được trang bị ghế da màu nâu cô ngắc, màu da bò, có lỗ. Đến phần đuôi xe. Phần đuôi xe thì xe được trang bị đó là cụm đèn hậu dạng full LED và có tích hợp cốp là cốp chỉnh điện và gập điện, cốp chỉnh điện và chống kẹt tự động, em xin lỗi. Đây, bản Premium nó sẽ có chữ ở đây. Đó, các bo viền mạ chrome rất là sang trọng. Về tiêu hao nhiên liệu thì anh chị phải bất ngờ với cả cái thông số này. Trên đường ngoài đô thị thì sẽ chỉ hết khoảng 5,5 đến 6 lít dầu. Đường kết hợp thì khoảng 6,4 đến 7 lít và đường trong đô thị thì rơi vào khoảng 8 đến 8 lít rưỡi. Một con số rất là tiết kiệm cho một chiếc xe phân khúc gầm cao, phân khúc hạng D. Vâng, nó to đồ sộ như này nó chỉ hết 7 đến 8 lít dầu trên 100 km. Vâng, thực sự là rất là tiết kiệm ạ. Thì quý anh chị xin vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để em có thể báo giá chi tiết, báo giá tốt nhất cũng như là những cái màu xe mà em sẵn giao để quý anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe hoàn toàn ưng ý. Em xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.